Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình. Nếu như các bạn cũng có những câu hỏi và muốn được tư vấn miễn phí trên các video như thế này, đừng quên lên Google gõ toanhnguyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình. Các bạn kéo xuống ở phần giữa trang ấy có Messenger, các bạn hãy để lại câu chuyện của các bạn ở đó, hoặc là các bạn liên hệ với mình để được tư vấn có phí nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của một bạn gái. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ, chị ơi, bọn em có tình cảm với nhau tính đến năm ngoái là 4 năm rồi chị ạ. Mà từ tháng 4 năm ngoái đến cách đây 1 tháng bọn em đã chia tay và quay lại với nhau đến tận 2 lần. Bạn chia tay em vì bảo cảm xúc không còn được như trước, chỉ thấy thương em thôi chứ không còn tình yêu. Nó mờ nhạt lắm rồi, không thể cưới em trong khi những tình cảm không trọn vẹn. Những lần trước chia tay em có nhắn tin níu kéo nhưng bạn ấy không trả lời em. Nhưng khi gặp nhau ở một dịp nào đó thì bạn và em đi chung với nhau và quay lại. Mỗi một lần quay lại được 1-2 tháng thì bạn ấy lại chủ động chia tay. Lần vừa rồi bạn ấy bảo thực sự không thể bên nhau được vì chỉ còn tình thương. Bạn nhắn tin dừng lại và từ đó em không trả lời tin nhắn của bạn. Em cũng không đăng gì lên mạng xã hội cả, nói chung là im lặng luôn. Chị cho em hỏi là chia tay lần 3 thì còn cơ hội quay lại với nhau không ạ? Vì bọn em yêu nhau lâu rồi và bạn ấy cũng tốt với em trong lúc yêu nên em vẫn muốn có cơ hội hàn gắn lại, và em đang hành xử liệu có đúng không ạ? Em cảm ơn chị. Em thân mến, em mắc phải một cái sai cực kỳ lớn trong tình yêu mà nó khiến cho cái người đối phương tụt cảm xúc với mình. Em biến mình thành một miếng bánh miễn phí mà trên đời này á, tùy tiện thì người ta sẽ ăn một cái miếng bánh miễn phí, nhưng mà để trân trọng, nâng niu, trân quý cả đời thì người ta thích một viên ngọc quý hơn. Tại sao chị lại nói như vậy? Bởi vì em quá dễ dãi trong tình cảm này. Chỉ vì trong lòng em có người ta, vì người ta cũng từng tốt với em. Chị nói là từng tốt với em, chứ còn bây giờ cái cách người ta đối xử với em quá là tệ đi, đúng không nào? Từng tốt với em, từng hạnh phúc với em trong 4 năm đó mà em quá dễ dãi trong cái chuyện tình cảm với anh này. Dễ dãi ở đây là như thế nào? Chỉ cần gặp nhau một cái, ngỏ ý một cái là quay lại. Lần thứ hai cũng ngỏ ý một cái là quay lại. Em có biết cái hành vi đấy vô hình chung nó khiến cho người khác mặc định rằng em không có giá trị, đúng không? Có thể với cô gái khác người ta phải chinh phục, người ta phải khó khăn mới có được, người ta phải nỗ lực, người ta phải vất vả. Đằng này em chẳng cần gì hết, chỉ cần một lần gặp nhau, đi với nhau, gần gũi nhau thôi là có thể quay lại rồi. Thì người ta sẽ đánh giá mình rất là gì? Thấp giá. Và khi mình thấp giá, người ta không phải nỗ lực cái gì thì người ta sẽ thấy rằng không có giá trị và không có cảm xúc, đúng không em? Đó, em hiểu cái cảm giác nó như thế này này. Ví dụ em mua một cái ngôi nhà như ý mà em phải nỗ lực, em phải cố gắng, em phải chắt bóp trong biết bao nhiêu thời gian em mới có thể mua được ngôi nhà đấy. Em trân trọng, em trân quý, em sung sướng như thế nào cái lúc em nhận nhà, đúng không? Nhưng mà ví dụ như em sinh ra trong một gia đình quá là giàu đi rồi, bố mẹ thì hàng chục căn, 20 căn, thích ở căn nào thì ở, cảm giác của em nó khác, đúng không nào? Em sẽ không trân trọng bởi vì mình có cần nỗ lực cái gì đâu. Cho nên trên đời này phàm là những cái thứ mà khiến người ta phải nỗ lực thì người ta sẽ có cảm xúc và người ta sẽ nâng niu trân trọng. Còn em khiến cho người ta không cần phải nỗ lực gì hết đó thì người ta sẽ không có cảm xúc với em nhá. Không trách người ta được. Thế nhưng mà yêu nhau ấy, như chị đã nói ấy, để tình yêu nó tồn tại một vài năm thì đơn giản, để nó tồn tại lâu dài mình cần phải cuốn hút, mình phần phải có giá trị của mình. Em có hỏi chị là chia tay 2 lần có quay lại được với nhau không? Có thể bọn em vẫn sẽ quay lại, có khi có lần 3, lần 4, lần 5 luôn ấy. Nhưng cái vấn đề là nếu em không thay đổi cái giá trị của em thì mãi mãi em cũng chỉ là một trò mua vui cho người ta. Trong vòng 1-2 tháng chán, người ta lại đi tìm người khác, tìm cái người mà thực sự cho họ cảm xúc, cho họ cái sự kích thích, cho họ có cái lý do để họ nỗ lực mới có được tình yêu. Đó, cho nên cái sai của em là như vậy đó. Vậy thì sửa cái sai như nào? Sửa bằng cách tự trọng giá trị. Đầu tiên biết mình xứng đáng với một người đàn ông nỗ lực về mình, cố gắng về mình, muốn gìn giữ mình, có tình yêu sâu sắc dành cho mình, muốn dành cả cuộc đời để ở cạnh mình, chứ không đơn thuần chỉ là còn thương nhưng không còn cảm xúc gì hết. Cái sai lầm của em là quá ngược đãi bản thân để chấp nhận một người đàn ông bên mình chỉ là anh ta thương mình thôi, thương hại thôi,
chứ không hề có cảm xúc kích thích gì cả. Mỗi lần mà em quay lại với nhau, có phải là vì hồi anh cảm nhận sâu sắc rằng mất em, cái sự mất mát đó lớn như thế nào, anh yêu em nhiều lắm và anh không bao giờ muốn mất em nữa đâu, mà đơn thuần chỉ là bình thường chả thèm nói chuyện với nhau cơ. Xong rồi có cái dịp gặp nhau một cái, thế là đôi khi cái cảm xúc xưa nó quay lại một tí, thế là mình đồng ý ngay, quá dễ dàng, quá dễ dãi. Thế là người ta không trân trọng em, đúng không nào? Đầu tiên chị muốn trả lời em rằng hoàn toàn có cơ hội để quay lại, nhưng chị không muốn em hạ thấp bản thân mình, đúng không nào? Mình có thể không có người yêu, nhưng một khi có là phải có một người trân trọng mình. Vì thế khi có chưa có đủ trân trọng thì có thích bằng trời cũng không được phép đồng ý quay lại. Bây giờ chị tin là chỉ cần anh ta ngỏ lời quay lại một cái em sung sướng, em đồng ý ngay, đúng không? Thế thì đừng, cũng đừng trách tại sao 1-2 tháng sau lại bị chia tay, lại bị bỏ. Vì mình cho người ta cái tình yêu của mình quá dễ dàng. Em ạ, bây giờ điều em cần làm là khó khăn lấy lại giá trị của mình và khiến họ phải nỗ lực. Em không phải cái chợ, thích đến thì đến, thích đi thì đi, thích yêu thì yêu, thích bỏ thì bỏ, xong bỏ chán rồi lúc nào thích thì lại quay lại. Đừng biến mình thành cái chợ, vì biến mình thành cái chợ thì chỉ trở thành một cái nơi mà khiến cho đàn ông mua vui thôi. Mặc dù người ta không nói hẳn ra là người ta mua vui với em, nhưng thực chất người ta đang đối xử với em như vậy đấy. Đó, nói cái câu tử tế hay ho là còn thương không còn yêu, còn nói cái câu trực diện đánh vào vấn đề là người ta chẳng coi mình là cái gì cả, đúng chưa em? Nhá, nhưng mà cái lỗi đó cũng đến từ mình. Mình không đủ trân trọng mình thì người khác không đủ trân trọng mình. Cho nên bây giờ việc của em là gì? Ngắt mọi liên kết, mọi liên lạc. Lần sau có dịp gì mà có gặp nhau đi chăng nữa, không phải là người ta ngỏ ý quay lại cái là mình quay lại luôn, mà em sẽ phải từ chối, đúng không nào? Từ chối rằng em nghĩ rằng đây không phải là tình yêu. Đã không phải là một lần mà rất nhiều lần quay lại rồi, rồi lại được 1-2 tháng. Em không muốn là cái tình yêu thiêng liêng của em nó lại bị chơi đùa như thế, cho nên là em không thể nào mà đồng ý được. Đó, em từ chối đi. Em từ chối nhưng em sợ người ta bỏ luôn, đúng không? Nếu người ta bỏ luôn, cho người ta bỏ luôn đi, mình cần gì? Vì mình cần một tình yêu đích thực, cần một người trân trọng mình, chứ không phải là coi rẻ bản thân để người ta đối xử với mình thế nào cũng được, miễn là người ta quay lại thì không như thế. Em không chỉ từ chối một lần, em còn phải từ chối 2 lần. Đến nhiều lần sau khi người ta phải nỗ lực, em thấy người ta cố gắng hàn gắn, người ta chứng tỏ tình yêu với em, người ta chân thành với em, người ta nỗ lực thế nào thì mới có lại được em. Phải khó khăn, chứ không phải là nói một câu quay lại cái quay lại luôn. Đó, thế thì muôn đời đau khổ cho em ạ. Không có ai hạ thấp giá trị của em cả, chỉ có một mình em đang hạ thấp giá trị của mình ở đây, và dùng người khác người ta đối xử với em như thế. Cho nên bây giờ phải thay đổi cái cách mà mình yêu thương chính mình và trân trọng chính mình đi nhá. Nếu được thì chị khuyến khích là các bạn nên tham gia khóa học lộ trình quay trở lại với người yêu cũ, để các bạn biết cách nhắn tin như thế nào cho nó cuốn hút trong cái giai đoạn đấy, mà nếu như cái người bên kia có chủ động. Cái thứ nữa là mình ứng xử như thế nào, từ chối ra sao để người ta có động lực, người ta chiến đấu mãnh liệt về mình hơn, để rồi khi quay trở lại với nhau á, đó là lúc người ta phải nỗ lực cố gắng rồi. Rồi người ta sẽ thấy rằng cuộc đời này anh không bao giờ muốn mất em thêm một lần nào nữa. Có quá nhiều các cặp đôi đã quay lại với nhau nhờ cái lộ trình này, và quay lại một cách rất ngoạn mục để mà quay lại được yêu thương, được trân trọng vô cùng. Đó, cho nên cái cảm giác chán không còn yêu của người ta là gì? Chán không còn yêu tức là người ta không hứng thú với mình, đúng không? Mình không cuốn hút với người ta. Nhưng nếu em thay đổi cái cách em ứng xử thì cái sự cuốn hút lại hoàn toàn khác. Cho nên đừng có yêu nhiều, phải yêu cuốn hút, đó mới là cách thông minh nhá. Để tham gia khóa học lộ trình quay trở lại với người yêu cũ thì các bạn hãy lên Google gõ toannguyenhạnhphuc.vn, sẽ ra cái trang của mình, các bạn kéo xuống có khóa học, đăng ký ngay vào luôn. Đăng ký khóa học là cách tuyệt vời nhất, tốt nhất để các bạn được chỉ dẫn cụ thể cũng như vượt qua cái giai đoạn khó khăn này khi các bạn phải đối mặt với sự xáo trộn cảm xúc. Còn nếu bạn nào không có điều kiện thì hoàn toàn có thể làm theo những cái điều mình hướng dẫn, đúng không? Có điều là nó sẽ khó khăn hơn khi bạn không được sự hỗ trợ ở bên cạnh thôi. Nhưng mà phải đạt đúng nguyên tắc, đó là phải giá trị cuốn hút thì mới được yêu các bạn nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.